như mấy năm nay không đi, bây giờ có cháu đi ồn ào mà không có được trật tự á, từ vì từ cái chỗ mà ngoài cổng đi vô xe đông chen chúc nhau vừa mới té ở ngoài cổng á. Từ vì mấy ngày này đi chơi xa thì tốn tiền, chứ mình phải dựa theo cái kinh phí của mình á, đi gần thì đỡ tốn tiền hơn gần nhà. À không, tại vì thường là hai chồng đều đi làm hết á, cho nên là hôm nay lễ mới có dịp nghỉ mới cho mấy cháu nó đi. À, nói chung thì cũng không biết đi đâu, tại vì biết ngày này là chỗ nào nó cũng đông á, rồi bé thì từ nào nó cũng chưa có được biết sở thú, nên hôm nay có dịp được nghỉ cho bé nó đi, để tuần sau là bé nó đi học rồi. Trong dịp lễ này thì sau khi có cái sự hồi phục á, tổ chức là dịp hè, thì chúng tôi cũng hy vọng là trong 4 ngày lễ mà trong bộ chương trình tháng 9 thì đón được 45.000 khách. Chúng tôi đều có cái sự chỉnh trang lại cảnh quan để mà môi trường nó sạch đẹp, trang trí nhiều hoa, những cái điểm check-in cho khách. Các cái trò chơi thì được chúng tôi chăm chút bảo trì để mà trong tình trạng tốt nhất phục vụ cho khách. Không khí ở đây rất là đông người, cảm giác nó hơi chật chội tí nhưng mà vui, nhưng lại hơi khó khăn tí. Hôm nay chủ yếu là các gia đình cho các cháu đến đây vui chơi là chính.